Mình lắp thêm một cái đèn led đằng trước và một cái bậc lên xuống này, thì hiện tại bây giờ là bên trạm đăng kiểm đang yêu cầu mình ra tháo tại chỗ. Phải đi mua lại một bộ đèn nguyên bản để lắp lại vào xe của mình để đáp ứng đúng theo yêu cầu nếu có của các trung tâm đăng kiểm. Có mặt tại trung tâm đăng kiểm ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội thì chúng tôi chứng kiến tình trạng quá tải với hàng dài phương tiện. Nhiều chủ xe phải xếp hàng chờ đến 2-3 tiếng đồng hồ. Khi vào dây chuyền đăng kiểm thì một số phương tiện bị từ chối, không vượt qua được khâu đăng kiểm với lý do độ chế thêm các thiết bị trên xe. Những ngày này thì điều mà giới tài xế lo ngại là việc trung tâm đăng kiểm không chấp nhận những thay đổi độ chế về phụ tùng thiết bị trên xe. Nhiều chủ phương tiện đã bị yêu cầu tháo các thiết bị độ chế như đèn pha, xi nhan, bậc lên xuống, cản trước hoặc giá nóc. Trước yêu cầu này, một lượng lớn chủ xe đã đến các gara để tháo bỏ phụ tùng độ, lắp lại phụ tùng gốc. Đặc biệt, còn có tình trạng thuê phụ tùng gốc để đủ điều kiện đăng kiểm. Sau khi đăng kiểm xong sẽ lại tháo ra, lắp phụ tùng độ để tiếp tục lưu thông trên đường. Thật ra là đèn xe bản gốc của mình là đèn loại là đèn halogen. Nó đi ở những đoạn đường mà không có đèn đường thì nó rất là tối và nó không an toàn. Thì mình cũng đã thay thế bằng loại đèn bi LED. Xét về khía cạnh an toàn thì mình đánh giá là nó sẽ an toàn hơn đèn gốc rất là nhiều. Theo tình hình thì trung tâm đăng kiểm đang rất là làm khó cái vấn đề này, cho nên mình cũng sửa lại để về nguyên bản. Nhiều trung tâm là đang làm tương đối cứng nhắc về cái vấn đề này, đều không quan tâm đến chất lượng đèn hoặc là cường độ ánh sáng hay là các tiêu chuẩn kỹ thuật khác mà lại yêu cầu về zin, thì mình thấy như thế là chưa hợp lý lắm. Việc sử dụng những thủ thuật để đối phó với cơ quan đăng kiểm thực tế đang diễn ra, một phần cho thấy chính sách về đăng kiểm tại Việt Nam có chỗ còn bất cập, cần nghiên cứu cải thiện để tiện lợi hơn cho người dân mà vẫn đảm bảo được các yêu cầu về an toàn.